sau vòng thăng hoa, chúng ta đã xác định ba tấm vé bước vào đêm chung kết, đó là Hùng Vương, Như Ý, Khánh Tâm. Đêm nay, đêm chung kết xếp hạng, các thí sinh sẽ thể hiện những thế mạnh của bản thân. Mỗi tiết mục là một câu chuyện trích đoạn được dàn dựng công phu nhất. Danh tam trắng trên đầu là sức mạnh. Cho ta diệt kẻ thù, giành lại non sông. Về Mê Linh vất cao ngọn cờ hồng. Ta sẽ cùng hai bà Trưng đuổi quân xâm lược. Mọi người ơi, mọi người có biết ta là ai không hả? Ta là chúa hề cận kề bên chúa thượng nè. Hãy vui lên hỡi những người bạn của tôi. Ai sẽ bước lên ngôi vị quán quân mùa đầu tiên chương trình Tài Danh Tân Cũ? Đến lời ru của mẹ. Mùa gặt lúa vàng bông đông xa giang phu hò, gái trai vui hội làng, hình thành nên những giai điệu truyền trăm năm. Cánh hát xưa văn hóa phương Tây được ý tứ đưa vào cải lương tươi sáng đến ngày hôm nay. Dù qua lòng chung thủy xưa sơn khấu lung linh làm nao nức bao người, bao tài danh tân cổ lưu truyền cho mai sau. Vẫn rạng người trăm năm vượt dầu bể thăng trầm, từng giai diễn hùng anh sắc son trọn tấm lòng, xứng danh gương đời tài danh tân cổ vẹn ân tình xưa sao. Xứng danh gương đời tài danh tân cổ luôn vẹn ân tình nối. Chào đón toàn thể quý vị đang đến với đêm chung kết xếp hạng của cuộc thi Tài Danh Tân Cổ. Chương trình được
được thực hiện bởi đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty MNT Picture. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên truyền hình Vĩnh Long 2. Thưa quý vị, xin cảm ơn vũ đoàn New Sky đã mang đến những sắc màu vô cùng rực rỡ cho đêm chung kết các bạn ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vừa rồi là món quà mà các huấn luyện viên nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cũng như nghệ sĩ Thanh Hằng và nghệ sĩ Trinh Trinh đã gửi đến tất cả quý vị khán giả qua tiết mục Nối Tiếp Xưa Sau. Đây là một tiết mục mà nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc đã viết và dành tặng riêng cho chương trình Tài Danh Tân Cổ mùa đầu tiên. Và kính thưa tất cả quý vị, và đêm nay với vòng vinh danh, các thí sinh sẽ thể hiện thế mạnh của mình và sẽ là những ca cảnh, những trích đoạn được dàn dựng công phu đầy tính nghệ thuật. Ngôi vị quán quân sẽ được xác định với tổng điểm cao nhất từ các huấn luyện viên và hai giám khảo khách mời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục dự thi đầu tiên, đó là ca cảnh Nữ Tướng Bắc Nàng, tác giả Tô Thiên Kiều, và cùng chào đón phần dự thi đến từ đội của huấn luyện viên Thanh Hằng, thí sinh Khánh Tâm. Quân truy đuổi, bắt cho được Nữ Tướng Bắc Nàng cho ta. Vang lang hơi thề xưa lâu
và chàng chẳng chút nương tay. Ôi nghĩ đến từng lần sôi từng vết cắt trên thân người mà như có giả mũi tên xuyên vào tim thục nữ. Cha ơi hay là con cam chịu nhục, đổi lấy cha già cùng phạm lang thoát ngàn, rồi chỉ đối đầu cùng quân giặc. Con tiếc hy sinh cho đó chí anh là hùng, không ta không thể vì tình riêng mà làm ba quân nhục, chỉ còn nợ hãy mang cho ta dành khăn tang trắng. Một lại này con cam tội bất hiếu cùng cha, đây một lại thêm đấy phạm lang không tròn tình chồng vợ, nỗi đau riêng sinh quá thành sức mạnh, quả giới tâm cùng nỗi đau của toàn dân. Danh tàn trắng trên đầu là sức mạnh, cho ta giết kẻ thù giành lại non sông, về Mê Linh vất cao ngọn cờ hồng, ta sẽ cùng hai Bà Trưng đuổi quân xâm lược. Nữ Trưng Bắc Đàn, nếu người muốn cha với chồng người an toàn mạng sống thì hãy bảo bố khôi mà quy hàng. Quy hàng à? Dù thịt nát xương tan ta cũng không quy hàng quân cướp nước. Máu ta rơi sẽ thấm vào đất mẹ cho ngàn. Hay lắm, quân hãy mau bắt chúng hết lại cho ta. Hay chưa?
Cảm ơn vũ đoàn New Sky đã có phần hỗ trợ vô cùng hiệu quả cho thí sinh Khánh Tâm. Và bây giờ, một phút cho điểm dành cho thí sinh Khánh Tâm bắt đầu. Một phút cho điểm kết thúc ngày hôm nay á, đầu tiên thì anh Cường rất là chúc mừng em luôn. Tại vì trước khi mà bước ra sân khấu thì Tâm rất là hồi hộp. Mặc dù là không có run cái gì hết nhưng mà Tâm muốn kiểm soát được cảm xúc nhiều hơn. Và ngày hôm nay thì Tâm ơi, em đã làm được rồi đó. Chúc mừng em. Chúc mừng em rất là nhiều luôn nha. Cảm ơn anh Cường. Anh Cường có biết sao cái sự chúc mừng này á, là mỗi lần mà thể hiện những cái pha vũ đạo á, là đều phải có những sự hy sinh mà nhiều khi mình không đoán trước được. Cũng như Khánh Tâm, là lúc nãy khi mà quý vị tinh mắt, quý vị sẽ nhìn thấy trong cái lớp mà Tâm đánh với lại tướng giặc á, thì anh đã đưa cái cán lưỡi vào ngay vào cái gương mặt Tâm. Và bây giờ Tâm đang bị dạ đứt một miếng da ngay mặt, thưa tất cả quý vị. Dạ đau lắm phải không em? Dạ không sao chị. Không sao. Dạ không dạ. Sao hết. Còn bây giờ thì xin được mời nhận xét đầu tiên đến từ nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc ạ. Khánh Tâm đã lắng nghe được những cái ý kiến góp ý từ giám khảo cũng như là huấn luyện viên, nên ngày hôm nay á là Khánh Tâm á là tiết chế được những cái nốt cao. Cái thần thái hôm nay Khánh Tâm có, và chúc mừng con đã đi trọn vẹn một cái chặng đường của cuộc thi Tài Danh Tân Cổ. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Và thưa nghệ sĩ Thanh Hằng, đối với tất cả những lời khen và những lời khích lệ cho thí sinh mà mình yêu thương như vậy, thì nghệ sĩ Thanh Hằng có những lời chia sẻ gì với Khánh Tâm ạ? Khánh Tâm, hôm nay con đã làm cho má rất là tự hào. Và nếu như là một người nghệ sĩ, vết thương này là một kỷ niệm đẹp cho con khi con bước vào nghề. Trải nghiệm nhiều hơn nữa, kinh nghiệm nhiều hơn nữa, là một nghệ sĩ, là một thí sinh của Tài Danh Tân Cổ, ước mong rằng mình sẽ một ngày nào đó sẽ được là tài danh. Cảm ơn con nhiều. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Và xin cảm ơn thí sinh Khánh Tâm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca cảnh Thượng Dương Hoàng Hậu của tác giả Tô Thiên Kiều, và cùng chào đón phần dự thi đến từ đội huấn luyện viên nghệ sĩ Trinh Trinh, thí sinh Như Ý. Thao túng Âu quân thì ta
Thái hậu vô triều Trung, tại làm sao mà triều đình rối loạn, một vị vua mà sống ngôi Thái hậu, ai hơn ai và ai nắm thực quyền? Giờ thỏ hình đã đến, truyền tam ban triều điển. Lệnh an tam ban do linh nhân Thái hậu bút ký. Ỷ Lan bút ký, người muốn giết ta, người mới là loài rắn đó. Rượu độc sao bằng lòng dạ của người, muốn cho ta chôn đời mãi mãi, để cho ngươi thao túng giết ngai vàng. Không, ta không để cho các ngươi tỏa ý. Lưỡi gươm vàng là giấc mơ tiên dương, nếu như người còn chết như thế thì thượng dương đâu ra nông nỗi này. Tiên dương ơi, lẽ nào người như thế? Tiên dương chả muốn thêm chết tại sao? Chẳng trả lời thêm đi. Người vẫn ngồi trên ngôi cao và im lặng, thiếp vẫn ngồi đây và vọng hướng lên chàng. Tiên vương ơi, kể từ khi chàng ngự trị chiếc ngai vàng, thượng dương hoàng hậu được mấy lần sinh bước. Ôi đã bao người
thật nực cười cho Phật màu nghe là quân cờ trong thế cuộc đế dương. Đế dương ơi hãy chứng cho lòng của thiếp, thiếp không ban nước hại dân không gây nguy hại cho sang hàng. Ta chỉ là người đàn bà vì quá yêu chồng mà giành giật lại tình một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng Như Ý với phần dự thi vừa rồi. Và bây giờ là một phút chấm điểm dành cho thí sinh Như Ý. Bắt đầu. Một phút chấm điểm đã hết. Cho tôi được ý kiến liền bây giờ. Dạ. Tôi hiểu được huấn luyện viên Trinh Trinh. Bởi vì á là nhìn thấy Như Ý trên sân khấu á là chúng ta sẽ nhìn lại hình ảnh của Trinh Trinh cách đây nhiều năm. Đó. Và Trinh Trinh đã thử sức được thì Trinh Trinh muốn cho học trò của Trinh Trinh phải chinh phục với những cái vai khó này. Khi mà con cất giọng lên con hát, đặc biệt là khi mà con hát Trường Tương Tư á, cô Thuệ Mỹ quay qua nói với chú liền: trời ơi giọng bé này tốt quá. Chú mới nói là hôm nay là bạn này bị cảm, cạo gió đầy cái vai hết rồi thưa các vị huấn luyện viên với lại chị Mỹ. Mà cái hơi còn như vậy, tố chất con có được một giọng ca trời phú và một cái gương mặt xinh xắn là con có thể trở thành một cô đào. Và ngày hôm nay với cái tuổi đời của con thể hiện một cái vai nặng ký này, chú có lời khen con. Và đặc biệt là câu vọng cổ của con rất hay, chúc mừng con. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc rất là nhiều. Thưa nghệ sĩ ưu tú Thuệ Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Thuệ Mỹ cảm nhận như thế nào? Hôm nay chị Mỹ xem em trực tiếp tại đây thì chị Mỹ nói là em bản lĩnh. Mặc dù là mình chưa bao giờ đi hát và vào những vai nhân vật nặng cân như thế này, khi mà em cất giọng lên cái bài nhạc đầu á, thì chị Mỹ hơi ngỡ ngàng một chút là sao cái giọng của em bữa nay nó không có vững. Chị Mỹ không hiểu là do bệnh hay là do không có nắm vững cái nốt nhạc mà em bị trao. Tới khi mà em ca Trường Tương Tư thì chị Mỹ nói là giọng quá đẹp. Chị Mỹ xoay qua nói liền với anh Quốc. Và tới ca giọng cổ cũng rất đẹp. Nếu như em không có bị những cái mà bên ngoài, những cái mà em bị lượm thượm á, thì chị Mỹ nghĩ sẽ ca còn hay hơn nữa. Chị Mỹ chúc mừng em đã có một nhân vật hay trong cuộc thi này để lại cho em nhiều ấn tượng. Cố gắng lên nha. Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Tú Thoại Mỹ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe người thầy của Như Ý, đó là nghệ sĩ Trinh Trinh ạ. Cô xin lỗi con. Cô xin lỗi con là bởi vì chọn cho con một cái nhân vật nó quá sức với con. Đến cái vòng thi chung kết này phải có những vật hỉ nộ ái ố. Tất cả nằm ở trong đây. Đáng tiếc là hôm nay vì sức khỏe của con, nhưng không phải đi thi lại đổ thừa vào sức khỏe. Tại sao cô chọn cho con tiết mục này? Là cô muốn cho con phải học hỏi thêm kinh nghiệm. Như hồi nãy chú Hữu Quốc có nói rằng là cô đã đóng vai này, đúng là cô đã đóng trong cái nhân vật này, năm cô chỉ có 18 tuổi à. Nhưng mà con ơi, cô và cô Tú Sương may mắn bởi vì các cô từ trong nhà nòi các cô đi ra, và các cô hằng đêm ngồi bên cánh gà để được học lớn. Còn con chưa được cái may mắn đó. Và bây giờ bắt đầu là cái may mắn của con đang hiện thực, đang đứng tại đây. Chúc mừng tiết mục của con. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trinh Trinh với những lời chia sẻ cũng như là những lời dạy dỗ chân thành dành cho Như Ý. Cảm ơn thí sinh Như Ý ạ. Dạ. Thương quá. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng đến với ca cảnh Cha ơi con sẽ về, tác giả Võ Tính Trung. Thí sinh đến từ đội huấn luyện viên nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Thí sinh Hùng Vương. Thank you.
dây tiếng lòng từ trong câu hát đây nỗi niềm gửi gắm tri âm tầm nhã cung thơ sắc son vẹn vình tình yêu sân khấu lưu truyền mai sau từ những ủa chuyện gì vậy mọi người ủa anh Tân vô ngồi vô. Anh Tân ơi trời ơi anh vô. Tối nay là diễn rồi đang tập mà tự nhiên tắt nhạc vậy không phải anh muốn cắt ngang đâu sao vậy vô mà mẹ em gọi hoài à. À chắc có chuyện quan trọng á vậy hả cảm ơn anh à, xin lỗi mọi người dạ con nghe nè mẹ dạ con đang tập dạ tối nay con diễn nè mẹ dạ hả mẹ nói sao có chuyện gì Dương à không ấy mọi người vô trong ai quá trang trước thì quá trang đi ha rồi ai không ấy thì nghỉ ngơi ha Dương có chuyện gì Dương không có gì đâu anh có chuyện gì vậy Dương em nói là không có gì mà anh biết là có chuyện gì mà Dương mẹ em mới nói cha em bị tai nạn giao thông mất rồi cũng được nhưng mà anh Tân ơi làm sao em có thể hát ca khi tâm trạng của em như ai dò ai xem khi mà em vừa nhận hung tin hạnh diện với đời vậy mà hôm nay khi em được sang danh thì cha bỏ em đi biệt biệt suốt diện đêm này em hát về con sẽ nghe lời cha dạy mà cha ơi cha Dương. Cha đừng có bỏ con đi cha ơi cha đi Dương cha đừng có bỏ con mà Dương cha. Đừng mà cha ơi Dương cha ơi cha ơi Dương ôi tiếng nói của cha tôi như vẫn còn vắng vắng bên tai với bao lời dặn dò ta thiết
phải ca, phải cười, phải khóc cho dàn khách tri âm đang tha thiết mong chờ. Rồi khi cởi bỏ tim mi con về lại với đời thường, lúc ấy chỉ còn lại mình ta, ta sẽ khóc, khóc cho cuộc đời hay khóc vì yêu dân tình tâm. Khi mà ta vẫn còn đứng trên sàn diễn thì ta phải hát, phải ca cho trọn những yêu thương. Phải diễn thật hay phải làm vui lòng khán giả, gạt nước mắt tình riêng ta quá thân dài tuồng. Dương ơi, không phải tối nay em xin lỗi khán giả, bây giờ em về với mẹ em đi. Mẹ em đang chờ em về đội tang cho ba em. Dương Dương không, anh Tân à, đêm nay nhất định phải diễn, khán giả đang chờ em. Em không thể nào phụ lòng khán giả, em không thể nào phụ lòng của cha em được anh Tân à. Mọi người ơi, mọi người ơi, chúng ta hãy chuẩn bị, đêm nay chúng ta sẽ cháy hết mình trên sân khấu. Nè, mọi người ơi, mọi người có biết ta là ai không hả? Ta là chúa hề cận kề bên chúa thượng nè. Hãy vui lên hỡi những người bạn của tôi. Hãy cùng tôi mua hát ca vàng, bao nhiêu trò vui hãy đem ra đây hết. Ta phải làm cho hoàng thượng vui say mà quên hết chuyện buồn đau. Nước mắt ta rơi cho nhân thế vui cười, cho quên đi những nhọc nhằn, rồi ta lại quay về với cuộc đời ta. Mọi người ơi, hãy cùng tôi hóa thân vào nhân vật, rút hết tơ lòng cho tròn những yêu thương. Ở nơi xa chắc cha đang mang nguyện, chỉ trọn đêm này con về lại bên cha. Hey! Từ những đam mê trong tim mình, từ khúc ca xưa cha trao ân tình, vẹn lòng son sáng trọn tình tri âm. Rồi cha còn nhớ cho tròn lòng cùng với sân khấu thánh đường cải lương. Chúc mừng cái thí sinh Hùng Vương. Và ngay bây giờ, một phút cho điểm. Và bây giờ Hùng Vương đang chờ đợi lắng nghe những lời góp ý, nhận xét chân tình từ hai vị giám khảo và ba huấn luyện viên. Xin trân trọng thương mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Thoại Mỹ chúc mừng Hùng Vương. Một tiết mục rất là có ý nghĩa, có tính nhân văn. Bên cạnh cái nhân vật này thì Hùng Vương đã lột tả được cho người ta thấy cái hỷ nộ ái ố
Và trong cái lúc diễn em lại đem những câu của cha để mà dặn dò mình và mình đến với cha. Rất là xúc động. Em diễn giống như không có diễn, ca giống như không có ca. Giọng rỗn rãng, giọng thổ, giọng kim đầy đủ. Coi như là ngũ cung của em rất là đẹp. Mình biết thay đổi á. Thay đổi từng lớp á, làm cho người ta không nhàm chán. Lôi cuốn người ta. Và với cái sự tự tin của em thấy rõ trên sân khấu, em diễn rất là thoải mái. Chị Mỹ chúc mừng em. Xin cảm ơn nghệ sĩ Tú Thị Mỹ. Với những gì mà Hùng Vương đã thể hiện thì em rất là muốn lắng nghe những chia sẻ đến từ nghệ sĩ Tú Hữu Quốc ạ. Cả ba em đều đã làm cho anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Các em thể hiện một cái tiết mục mà chỉ có 8-9 phút trên sân khấu á. Đó là những cái gì mà chắc lọc nhất mà các huấn luyện viên đã gom lại để chúng ta có thể đưa ra một cái tiết mục nó ngắn gọn, nó xúc tích nhưng nó đầy đủ nội dung, đầy đủ hỷ nộ ái ố và có nhiều trình thức vũ đạo cho thí sinh thể hiện trong đêm chung kết. Và Hùng Vương đã làm được điều này. Giọng hát đẹp như chị Mỹ nói và em có cả vũ đạo. Và những điều này rất cần thiết cho một người làm nghề chuyên nghiệp. Chúc mừng em. Anh Vũ Mạnh Cường có nhìn thấy là khi mà qua những lời nhận xét của hai giám khảo khách mời thì người huấn luyện viên quan trọng không hề nở một nụ cười khi nghe thí sinh mình được sự khen ngợi, yeah, được sự khích lệ tinh thần mà vẫn giữ một gương mặt rất đăm chiêu. Bây giờ nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân sẽ có những lời nói góp ý chân thành dành cho thí sinh của mình. Xin mời anh. Anh chọn cho em một cái tiết mục này, Hùng Vương đã làm cho anh không có thất vọng. Bởi vì trong cái 8 phút đó, anh đưa nhiều cái cảm xúc, nhiều cái cung bậc. Bài quán có, bài bắc có, ca nhạc có, vọng cổ có. Mà 8 phút đó vừa thể hiện trình tự vũ đạo cũng như là cách ca, cách diễn, thì làm gì cũng phải có một, hai chỗ lỗi. Nhưng mà tôi không bắt lỗi em, bởi vì hôm nay em là một cái người truyền cảm hứng cho những cái bạn tiếp theo vào mùa 2, mùa 3. Bởi vì em làm rất tốt ngày hôm nay. Và nghệ sĩ, ngoài cái vấn đề nghề ra, chúng ta còn phải có một cái trách nhiệm nặng nề với khán giả. Giống như nội dung ngày hôm nay, tất cả các nghệ sĩ, chúng tôi hình như là đâu đó ai cũng đã gặp cái sự cố đó. Có nghĩa là cha mẹ mất, không về được. Ngay cả bản thân Luân luôn chọn một cái tiết mục này, Luân cũng thấy mình ở trong đó. Bởi vì khi mà Luân nhận tin mẹ Luân chết thì Luân phải đóng vai Đường Minh Hoàng để cợt đùa với lại Dương Quý Phi. Nhưng mà tưởng chừng như mình không diễn nổi, nhưng động lực và tình yêu sân khấu, tình yêu khán giả không để cho mình phải chểnh mảng, không để cho mình vì cái đau, nỗi đau riêng của mình mà để cho khán giả thấy. Cho nên là người nghệ sĩ chúng ta, ngoài vấn đề nghề nghiệp, nghệ thuật ra, và chúng ta phải gánh trên vai một trách nhiệm rất là nặng nề, đó là tình yêu của khán giả. Chúc mừng em bài thi ngày hôm nay. Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Tú Vũ Luân. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng mời ra sân khấu Như Ý, Khánh Tâm để cùng lắng nghe phần công bố kết quả. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải quán quân và hai giải á quân. Số điểm cao nhất là 39,5, số điểm cao nhì là 39,25 và số điểm cao thứ ba là 38,75. Thí sinh có số điểm là 38,75 sẽ được gọi tên cho danh vị á quân. Xin được chúc mừng thí sinh. Vết thương này là một kỷ niệm đẹp cho con khi con bước vào nghề. Và bây giờ bắt đầu là cái may mắn của con đang hiện thực. Hôm nay em là một cái người truyền cảm hứng cho những cái bạn tiếp theo. Xin được chúc mừng Như Ý. Chúc mừng. Được mời hai thí sinh còn lại là Hùng Vương và Khánh Tâm bước lên một bước ạ. Và quán quân của tài danh Tân Cổ xin được gọi tên là Khánh Tâm hay là Hùng Vương ạ? Quý vị chọn ai ạ? Và quán quân của tài danh Tân Cổ mùa đầu tiên xin được gọi tên đó là
Sân khấu và trao hai giải á quân cho thí sinh Khánh Tâm và thí sinh Như Ý. Ngày hôm nay họ đã vô cùng hạnh phúc, và người hạnh phúc nhất là người đã đồng hành cùng với các bạn thí sinh từ vòng sơ tuyển với nhiều vai trò khác nhau, đó là nghệ sĩ Tú Hữu Quốc đã chia sẻ niềm vui với cả hai thí sinh chúng ta. Một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Và mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ bước lên sân khấu trao vinh danh giải Quán Quân mùa 1 năm 2023 tài danh Tân Cổ cho thí sinh Hùng Vương. Mỗi một đêm thi là một đêm tỏa sáng của thí sinh Hùng Vương. Và ngày hôm nay, Quán Quân của tài danh Tân Cổ mùa đầu tiên đã gọi tên Hùng Vương. Và xin mời ba huấn luyện viên nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, nghệ sĩ Trinh Trinh và nghệ sĩ Thanh Hằng chúng ta cùng bước lên sân khấu với ba học trò của chúng ta. Chương trình Tài Danh Tân Cổ do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với MNT Picture thực hiện xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại mùa sau. Xin chào. Xin chúc mừng Hùng Vương đã trở thành quán quân đầu tiên chương trình Tài Danh Tân Cổ. Bên cạnh đó, cũng xin chúc mừng Khánh Tâm và Như Ý đã là á quân của chương trình. Chúc các bạn qua chương trình này sẽ là bước đệm cho các bạn tỏa sáng trên con đường sự nghiệp đã chọn. Tuần sau, tiếp nối giờ phát sóng sẽ là chương trình Ký Ức Ngọt Ngào. Chúng ta cùng đón xem tập đầu tiên chương trình Ký Ức Ngọt Ngào sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ hai ngày 12 tháng 6 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Thank you.